Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành quyết định 861 QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong đó, các xã thuộc khu vực 3 là các xã đặc biệt khó khăn, cần rất nhiều nỗ lực và phấn đấu để vươn lên xã nông thôn mới. Tại một số khu vực 3 ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhờ các chương trình hỗ trợ từ nhà nước, chính quyền cùng nhân dân đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể để vượt qua khó khăn, trở ngại, giúp cải thiện đời sống người dân, hướng tới xây dựng nông thôn mới. Điều đó đã mang lại rất nhiều những thay đổi tích cực cho các xã nghèo trên cả nước. Các yếu tố tác động đến tình hình kinh tế xã hội chậm phát triển của các xã đặc biệt khó khăn, có thể thấy điểm chung là tất cả đều có địa hình đồi núi, chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, các xã này có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Một bộ phận người dân có tư tưởng ỷ lại, không tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu, tập quán sản xuất sinh hoạt còn lạc hậu, năng suất lao động thấp. Điều này khiến thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Vượt qua những khó khăn nội tại đó, đã có nhiều điểm sáng tại các xã vùng 3 nhờ nỗ lực của cả chính quyền và người dân. Sủng Tráng là một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Toàn xã có hơn 600 hộ với 9 thôn bản, phần lớn là người dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có dân tộc thiểu số rất ít người như Pu Péo. Người dân sinh sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Tuy nhiên, đất đai kém màu mỡ, nhiều đá tai mèo, cùng với đó là tình trạng thiếu nước, khiến việc canh tác không mang lại hiệu quả cao. Những năm gần đây, được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước thông qua các chương trình chính sách, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở Sủng Tráng đã có nhiều đổi thay. Là một trong các hộ dân tộc Pu Péo sinh sống tại thôn Tráng Lộ, xã Sủng Tráng, gia đình anh Giàng Xỉu Mìn được nhà nước hỗ trợ mua một con trâu vào năm ngoái, đồng thời được hỗ trợ tiền để xây dựng chuồng trại ra xa nhà, vừa bảo đảm vệ sinh, vừa giúp phát triển đàn chăn nuôi. Từ đó, con trâu đã trở thành gia sản lớn, giúp gia đình anh có thêm động lực để chăm chỉ lao động sản xuất. Hỗ trợ con giống và chuồng trại là một trong những nội dung của đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025. Bên cạnh đó, các hộ đồng bào Pu Péo ở đây còn được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm, bảo đảm trẻ em được đến trường. Từ ngày nhận được hỗ trợ của nhà nước, mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của người dân đã thay đổi rõ rệt. Những mảnh đất xưa kia chỉ toàn cây dại và đá tai mèo, thì nay đã phủ một màu xanh tươi tốt của hoa màu. Qua khảo sát thực tế thì các cái hộ gia đình, từ đợt mà có cái chính sách hỗ trợ ấy, thì các hộ gia đình cũng khá dạ lên. Đấy, thì hỗ trợ chăn nuôi bò, đấy, thì cũng đã hỗ trợ cho mỗi một hộ nghèo là được một con bò. Đấy, ngoài ra còn hỗ trợ cho các cháu học sinh đi học. Đấy, các cháu đi học thì được hỗ trợ tiền nữa. Những năm qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo sự đổi thay rõ rệt trên địa bàn các xã, nhất là các xã vùng đặc biệt khó khăn. Tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, có 9 xã khu vực 3, trong đó có 5 xã biên giới mới đạt từ 5 đến 10 tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh các chương trình hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của tỉnh, một số người dân đã chủ động phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo, trở thành tấm gương cho nhiều bà con học tập noi theo. Tiêu biểu như gia đình anh Ma Minh Đình. Cách đây 3 năm, học hỏi từ các mô hình ở nhiều nơi, anh Đình bắt đầu có ý tưởng chuyển đổi đất vườn đang trồng ngô sang trồng các loại cây ăn quả. Khi ấy, ngô là cây trồng chủ lực trên vùng cao nguyên đá. Tuy nhiên, sản phẩm từ ngô không mang lại hiệu quả kinh tế cao, chủ yếu vẫn để dùng làm cám. Anh mua đất về bù vào các hốc đá và tiến hành trồng thử nghiệm cây ổi.
Sau một năm, thấy có hiệu quả, diện tích trồng ổi được mở rộng, kết hợp với chuồng trại chăn nuôi. Đến nay, gia đình anh đã có thể chờ đến mùa kết trái để thu hoạch. So với trước đây trồng ngô thì mình chuyển đổi sang trồng cây ăn quả với lại kết hợp chăn nuôi thì nó cái hiệu quả kinh tế là nó cao gấp rất là nhiều lần so với trồng ngô. Trước đây mình trồng ngô thì nếu mà mình tính ra thì cũng không có lời lãi gì, cũng chỉ hòa cái công và cái đầu tư của mình, vốn đầu tư của mình bỏ ra thôi. Xong rồi mình chuyển đổi sang trồng cây ăn quả với chăn nuôi thì mình mới có lời lãi. Khi các chương trình nghị quyết được triển khai tới từng địa bàn dân cư, tinh thần thi đua phấn đấu vươn lên thoát nghèo đã hiện hữu ở khắp nơi. Chính vì thế, thời gian qua xuất hiện nhiều hướng đi mới, nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao, giúp người dân thoát nghèo. Nhìn lại thời điểm cách đây hơn 10 năm, khi mới tách ra khỏi huyện Thanh Sơn, bức tranh kinh tế chung của toàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ còn vô cùng khó khăn. Tất thảy 17 xã, thị trấn trong huyện đều thuộc vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới gần 62%, tập trung chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Cá biệt có những xã, tỷ lệ hộ nghèo rất cao như Thu Cúc, Đồng Sơn, Lai Đồng, Vinh Tiền. Sau đó, chính quyền và nhân dân huyện bắt đầu tập trung nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế lâu dài, đã trở thành động lực cho nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế. Ngoài việc đầu tư giống, vật nuôi cho các hộ nghèo, các gia đình khó khăn, chính quyền huyện và các cơ quan chuyên môn còn nghiên cứu điều kiện khí hậu, môi trường và tìm hiểu cả nhu cầu của thị trường để thử nghiệm phát triển một số mô hình mới, chẳng hạn như nhân rộng các hộ gia đình nuôi dúi. Dúi là loại động vật dễ nuôi, chủ yếu ăn thân cây tre, nứa và các loại củ, quả, hạt. Các loại thức ăn đều dễ kiếm, quá trình chăm sóc đơn giản. Vì vậy, dúi là loài có giá trị kinh tế cao, được nhiều nơi nhân giống, nuôi lấy thịt. Ông Khoa là một trong các hộ nuôi dúi điển hình với mức thu nhập từ dúi đã giúp gia đình ông có của ăn, của để. Để bảo đảm nguồn thức ăn cho dúi, ông tận dụng diện tích đất vườn nhà, trồng thêm mía, ngô và thu mua tre của người dân trong vùng. Mỗi năm dúi mẹ sinh sản 4 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 3 con. Giá bán con giống dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng một cặp. Như vậy, mỗi con dúi mẹ có thể sinh ra khoảng 3 lứa một năm, cho thu nhập khoảng gần 20 triệu đồng. Một gia đình nuôi được khoảng 10 cặp dúi đã có thể cho thu nhập đến cả 100 triệu đồng một năm. Cái này thì nó chửa có 47 ngày thôi, tức là hơn tháng rưỡi tí. Thì sau 15 ngày nữa thì là mình có thể tách ra được. Thì trung bình là cứ 3 tháng một lứa. Con nào mà đẻ tốt thì là năm được 4 lứa. Mà trung bình thì có thể chúng ta khai thác là 5-3 lứa. Thì đều nhất. Năm nó đẻ 3 lứa. Mà mỗi lứa đẻ của nó là từ 2 con đến 5 con. Xã Thạch Lập là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và là một trong ba xã thuộc chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. 100% cư dân trong xã là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Mường chiếm hơn 90%. Sau khi đã hoàn thiện được cơ sở hạ tầng thiết yếu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Lập bắt tay vào phát triển kinh tế, quyết tâm làm thay ra đổi thịt vùng đất khó khăn này. Đến giai đoạn 2021-2025, xã Thạch Lập đã thoát danh sách xã đặc biệt khó khăn, nằm trong danh sách xã khu vực 1, là xã bước đầu phát triển. Mới chỉ cách đây vài năm, xã Thạch Lập vẫn còn hai thôn ba không, không điện, không đường, không sóng điện thoại. Với quyết tâm giúp các thôn bản thoát khó khăn, chính quyền địa phương các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng xây dựng đường và kéo điện vào từng nhà dân. Đây là con đường dẫn từ trung tâm xã Thạch Lập đến thôn Đô Quan và thôn Đô Sơn mới được hoàn thiện cách đây hơn một năm. Trước đó, người dân sinh sống ở hai thôn xa nhất trên địa bàn xã này gần như rất ít khi di chuyển ra khỏi phạm vi làng bởi chưa có đường lớn như hiện tại. Những đợt mưa gió dài ngày, con đường chính và các lối mòn gần như không thể đi lại. Bà con trong thôn nếu không may hết gạo cũng chỉ có cách đi vay mượn hàng xóm.
Trước 2017 là đúng là rất là khó khăn, đường đi lại thiếu rất là nhiều, mắm muối mì chính và các thứ. Nếu mà trời mưa không đi lại được là cũng phải khó khăn rồi. Các nhà gần nhau là phải gọi là thiếu gạo, phải đúng phải đi vay cả gạo. Thứ hai nữa là các tiếp cận các thông tin khoa học là không biết, bà con không biết. Ngoài cái báo chí đưa đến được biết được, đọc được, biết được hoặc là nghe đài được. Gia đình anh Phạm Văn Huế mới mua chiếc máy sát gạo này được khoảng 3 năm nay, khi điện được kéo về từng nhà trong thôn. Trước đó cả thôn chỉ có 1-2 gia đình có máy sát và phải sử dụng dầu để chạy máy thay cho điện. Từ khi điện về, nhà nào nhà nấy mới bắt đầu mua sắm thêm đồ dùng, không chỉ phục vụ lao động sản xuất mà còn phục vụ cả đời sống sinh hoạt hàng ngày. Có điện, rồi có đường lớn, người dân trong thôn cũng bắt đầu mở rộng làm ăn buôn bán, lao động sản xuất phát triển hơn trước. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm rõ rệt, đời sống kinh tế xã hội của bà con thay đổi rõ rệt. Như Đảng nhà nước quan tâm là đúng là từ khi mà 98% cái hộ nghèo đó, chiếm tỷ lệ là 98%, đến bây giờ là chỉ còn 10% là hộ nghèo. Đấy, nó thay đổi rất là nhanh từ 2017 đến bây giờ đấy. Bây giờ là bà con thì nói chung là các phương tiện đi lại thì cũng nhanh, và hai nữa là tiếp cận với các thông tin của nhà nước, của chính phủ là rất nhanh, tiếp cận bằng internet, bằng điện thoại được. Đô Sơn và Đô Quan là hai thôn xa nhất thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Thạch Lập. Đầu năm 2017, hai thôn này mới chính thức được kéo điện lưới quốc gia. Và đến cuối năm 2019, con đường lớn nối từ trung tâm xã tới hai thôn mới chính thức hoàn thành. Từ sau khi có đường, có điện, có sóng điện thoại, cuộc sống của người dân ở hai thôn này đã có những đổi thay đáng kể. Đường giao thông thuận lợi giúp người dân dễ dàng đi lại, giao lưu, mua bán. Điện kéo về từng hộ gia đình không chỉ hỗ trợ về sản xuất mà còn giúp đưa ánh sáng tri thức đến với đồng bào một cách thuận tiện hơn. Các hộ gia đình đã sắm sửa được các cái trang thiết bị phục vụ cho đời sống sinh hoạt cũng như là thưởng thức cái giải trí, thì như là tivi này, tủ lạnh này, máy giặt này, các cái đồ về điện như là máy sát, dần dần thì bà con làng Đô Sơn bây giờ cũng đã bắt đầu phát triển kinh tế bằng cách là chăn nuôi cũng như là trồng rừng. Có thể thấy chỉ trong vòng 1-2 năm trở lại đây, diện mạo nông thôn ở các xã vùng cao thuộc huyện Ngọc Lặc đã có bước chuyển biến tích cực với kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, kiên cố. Ba xã đặc biệt khó khăn trong giai đoạn trước, đến giai đoạn này đều đã lên xã khu vực 1. Trong những năm qua, nhờ có các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân, các xã đặc biệt khó khăn đã có bước phát triển đáng kể trên các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục. Làn gió mới trong xây dựng nông thôn mới đã trở thành động lực lan tỏa đến khắp các ngõ xóm, giúp các xã nghèo vươn mình trên chặng đường đổi mới. Thưa quý vị và các bạn, từ khi các chương trình nghị quyết xóa đói giảm nghèo đi vào đời sống, kinh tế của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, nhiệm vụ phát triển kinh tế luôn phải song hành với giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc. Để thực hiện được mục tiêu này, trên mỗi địa bàn cơ sở đều cần có những hạt nhân văn hóa tích cực. Họ không chỉ là những người lưu giữ mà còn là người tiếp lửa cho thế hệ trẻ biết yêu và trân trọng các giá trị này. Ở phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một người nghệ nhân ưu tú dân tộc Mường. Bà đã dành gần như cả đời cho việc học và gìn giữ làn điệu dân ca hát rang, hát ví trên quê hương mình. Nhắc đến kho tư liệu dân ca Mường ở mảnh đất Tân Sơn, không thể không nhắc tới nghệ nhân Hà Thị Sóng.
Nghệ nhân Hà Thị Sóng sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Mường có truyền thống về hát rang, hát ví qua nhiều thế hệ. Từ bố, mẹ, cô, chú, anh chị em của bà đều hát hay, hát giỏi. Những âm thanh của tiếng hát từ bố mẹ, anh chị đã ngấm dần vào bà rất đỗi tự nhiên từ khi còn nhỏ. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, hát rang, hát ví đã làm bạn với bà và giúp bà vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cứ như vậy, sống trong bầu không khí đầy ắp văn hóa Mường, bà trở thành một người yêu tiếng hát rang, hát ví, yêu văn hóa Mường hơn ai hết. Học từ anh trai chị gái là cao kỷ quý nhất, là giỏi nhất ở xã Lai Đồng. Đồng bào dân tộc Mường vốn có truyền thống yêu ca hát, phổ biến là tục hát rang, hát ví. Đã có nhiều người trong xã Lai Đồng và các xã lân cận như xã Kiệt Sơn, xã Đồng Sơn vì yêu thích điệu hát rang, hát ví, yêu thích giọng hát của bà nên đã tìm đến bà để theo học. Dù tuổi đã cao nhưng bà chưa khi nào quản ngại khó khăn. Dù đi xa hay về gần, chỉ cần biết có người muốn học, bà luôn sẵn sàng chào đón. Mong muốn lớn nhất của bà là tìm được người kế cận bà, thể hiện được các làn điệu hát rang, hát ví theo đúng tinh thần của người Mường. Miền núi chúng ta là tiên đề phải hát cái này thì mới có cái phong trào con nào mà đi lên được. Nghe tiếng hát của bà là ai cũng mừng, ai cũng muốn đến xem đầy đủ hết. Còn trống thì là biết con ạ, người trẻ thì nó không hiểu, nhưng mà hiện nay là ta có phong trào lắm con ạ. Lại đồng này là thi đua nhau hát trang hát ví đấy, hay là theo bà tất. Bản thân bà được chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ và để lưu giữ được những làn điệu hát rang, hát ví, truyền thuyết của người Mường. Vì vậy, bà đã tổ chức được hai lớp học hát. Chương trình học do bản thân bà Sóng tự soạn thành, người lớn, trẻ nhỏ đều có thể tham gia. Đến nay, số người theo học cơ bản đã nắm được nguồn gốc, truyền thuyết của người Mường và các làn điệu hát rang, hát ví. Những người nghệ nhân như bà đang trở thành chỗ dựa cho những thế hệ trẻ trên địa bàn huyện, tiếp nối truyền thống văn hóa của người Mường. Điệu hát rang, hát ví được xuất phát từ bộ sử thi Đẻ đất, đẻ nước, mang linh hồn và dấu ấn đậm nét của văn hóa Mường. Câu hát mộc mạc, dung dị mà đằm thắm như tình người được cất lên bằng ngôn ngữ bản địa, gửi gắm tâm hồn và kể lại một phần câu chuyện của bản Mường từ thuở sơ khai. Nhịp điệu ấy được truyền miệng đời này qua đời khác, để rồi cất lên thành tiếng hát vẫn vang vọng đến tận ngày nay. Chương trình Dân tộc và Phát triển tuần này xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư phòng văn hóa a.nhân dân.org.vn hoặc qua số điện thoại 02432669508. Xin kính chào và hẹn gặp lại.